Ok, nhìn nó mờ ảo nhỉ. Đây là con nước hỏa màu tối nhưng mà level thấp. Nên là em sẽ nhìn nó hơi hơi rõ rõ. Trông hay phết. Nếu đèn cổ nó phải u ám như này đúng không? Thì trông nó hay hơn thật. Ôi trời ơi, sắc em VIP anh em ạ. Cái này mình phải nhận ra một điều là dòng cho dòng shotgun mà rẻ thì sắc em VIP là một cái lựa chọn rất là tốt cho anh em chơi chú quỷ 2. Nó chỉ sau ấy thôi. Nó chỉ sau cái gọi là shotgun không gian thôi. Không gian thì nó bá quá rồi. Bá nhất là cái độc không gian nó mạnh ấy. Nếu mà bắn thường ấy, bắn chay thì giờ này vừa nhiều đạn hơn. Này, bắn đau cực luôn đấy, không đùa được đâu nhá. Đây, 6 kill rồi này. Úi giời. Hay, ui. May quá, có thằng không gian. Nó chặn thử phát, sao. Cảm thấy buồn chuyện ạ. Người nghe em về nào à? Phải người anh em xa xứ không đấy? Tự nhiên cho mượn này, đây. Cho mượn luôn này. Nhất bạn. Tự nhiên thấy là giò cho mượn súng này. Ngon, thằng này súng ngon luôn. Anh em cứ để ý thằng nào ấy, mình rút ra một kinh nghiệm rồi. Anh em cứ nhìn thấy thằng nào mà máu gô bắn thử phát mà như kiểu là nó VIP ấy, thì nó đẻ ra hòm gôn chất lượng hệt như nó luôn. Bởi vì nó sẽ ngẫu nhiên một hòm trong kho đồ đó mà. Đấy là trong trường hợp mà quá nhiều thằng có hòm ấy thì anh em nên làm như thế. Để đỡ mất thời gian đấy. Mất hòm ngon. Còn nếu mà ít quá thì mày bồ vào. Như chó đất bồi à, sói đất mồi ấy. Ui, mãi mới được một kill. Chưa chưa. Ô kill. Ui rồi. Tích lâu vãi. Ơ mình phi được một cái này. Ê rồi, phi một cái mà nó tưởng nó phải găm găm mà chứ nhỉ. Ấy, ấy chúng một kia. Ấy, mình phi thương xe vui lần. Lần đầu tiên mình phi được cái thương. Anh em tạo ra một cái vùng mà gọi là set nó tấn công quanh những con zombie quanh đấy hai phết. Ui, đi rồi. Đây, có cơ hội test lại cho anh em đây. Nỏ rồng, mình không biết không gọi là nỏ gì nhưng mà nói chung là em sẽ có một cái khả năng mà bắn nó không bị mất tên nhá. Trốn đã. Ôi chỉ biết đặc biệt luôn. Đây em nhìn này. Đó, anh để ý nhá. Mình sẽ không bị mất tên nhá. Cứ lên đây đã. Mà nói nhìn nhá, em để ý nhá. Đây mà không bị mất tên này, em thấy không? Không bị mất tên này. Đó. Cái nỏ này hay chỗ đấy đấy. Nhưng mà ui, vấn đề là bắn chúng nó với vấn đề cơ. Đây, hiện tại mình bắn không mất tên luôn này, bắn liên tục luôn. Mà, khó chịu phết. Nhưng mà khó bắn trúng nhỉ, toàn bắn chưa thế này. Đấy, phải bắn trúng nó. Thấy không, đang không mất tên này, 1300 máu này. Ui, đối, trúng rồi đấy. Đây. Khi mình bắn bình thường thôi, chứ bắn trụm này dễ bị trượt quá. 2k3 máu kìa. Ui. Ui, hero luôn, ngon. May quá. May thằng bên dưới nó bị cào em ạ. Đó, cái khả năng là của cái súng của con nỏ đấy là như thế. Bắn khi mà trúng mục tiêu thì em sẽ bị không. Bắn trúng kìa. Ui, chị nhanh chưa. Ui, ngon. Ô, mình đổi ba lô được. Mình đổi ba lô được cái nỏ. Đây, được rồi. Còn đúng hai tên thì mới được đấy. Ở đây, khi anh em còn 2 tên đúng không thì nó sẽ chỉ bắn ra hai tia đúng không? Nhìn này. Cái này anh em phải bắn trúng zom cơ thì nó mới được. Nó còn tẽ thằng hai bên này, hai bên hai cánh kìa. Cái này ảo quá. Hợp lý hết nhỉ, cũng logic đấy. Này, mình không bị mất tên này. Đấy, em phải bắn chéo ra một tí này thì nó mới trúng được. Thôi hết tên rồi kìa. Mà súng gì ngon. Đây mình được cái đây này, cái rider. Hồi trước cái lưỡi liềm mặt trăng ấy thực ra nó là cái rider 2 sao đấy anh em. Đấy, nó bay ra chậm vãi. Bắn trên một đoạn. Ấy, ui rồi. Phải bắn lên cả chục mét thì mới trúng được. Đây khi nào phải tích được đủ đầy năng lượng cơ thì mới được. Đấy. Ừ hay. Bắn một tên này đỡ tốn này, rồi mình sắp đầy rồi. Đấy, đầy nộ là được đấy, đầy nộ rồi anh em bật V. Đấy thì anh em sẽ bắn vô hạn tên như này. Đó. Được rồi, hay liền. Ôi nhìn bắn đây. Thế mới thấy cái nỏ này nó
cái phạm vi hẹp, nhỏ hẹp nó ghê. Ừ, bắn khi mà em không nhắm thì có vẻ cái tên nó bắn bay nhanh, bay nhanh hơn đúng không? Đây đồ to kìa, đồ to kìa. Đúng rồi bạn ấy. Để lại. Ui ngon quá. Đây, 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 chặt, 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 chặt nó lại. 2k3 máu cơ mà. Khỏe phết. Đấy, bắn tên vô hạn luôn này. Phết phết gì. Nhưng mà khó trúng thế. Ui. Đâu rồi, đùa rồi. Đấy, bắn xa thì anh em bắn như này. Không bị mất tên luôn. 3 tên này. Để nhá, khi để số lượng tên lúc nào cũng phải đủ 3 tên. 3 tên ở dưới thì nó không bị ấy. Nó không bị bắn kiểu thiếu tên ấy. Nó sẽ bắn 2 tia, bắn 3 tia. Bạn khó trúng nhỉ. Nó bay là linh tinh tinh thế này, hên xui vậy, súng nhân phẩm. Nó. Ui, tự ra luôn đấy các bạn. Giờ này chê nó hơi nhiều nên em nó tự ra luôn. Có một cái mình phải nói là cực kỳ là bức xúc em. Có một thằng nó có cái hòm gôn ấy. Nhưng mà em để cái người dưới gầm cầu thang không? Tức là ấy, nó không muốn ai, nó có cái đấy nhưng mà nó không muốn ai chơi cả. Đây, nó giấu bố em mẹ ở dưới này này. Thấy không? Khốn nạn cực. Không thằng nào nhặt được luôn. Bố khỉ. Đây là hòm gôn cho anh em chia sẻ với anh em. Thì lại giấu mẹ ở trước góc gầm cầu thang, không ai nhặt được. Chịu đấy. Không chết bị bản đội yếu hơn thì thực ra nó thay đổi một cơ chế thôi anh em. Tức là ngày xưa anh em cứ spam đạn thì nó tự được đúng không? Tự bắn ra tên lửa. Còn bây giờ thì anh em phải bắn chết ý. Tức là phải bắn chết thì nó mới có tăng nhanh. Tăng nhanh cái rocket. Đấy, như mình sấy đây. Đấy, theo nó bắn đây. Chứ còn tên lửa nó vẫn đau như bình thường nhé. Chẳng qua nó hạn chế cái tên lửa anh em spam như ngày xưa thôi. Đấy, bắn tên lửa kìa. Úi xồi, chết luôn. Đấy, thấy không? Khi mà anh em tiêu diệt một mục tiêu đúng không? Bằng tên rocket ấy, nó gần như là nó hồi luôn mà. Đấy, nó giật thế. Đấy, thấy không? Hồi luôn này. Ui, đau nhờ. Nó trụm hết vào. Ui, đổi ba lô được anh em ơi. Mình đổi ba lô được, hỏa lực vô hạn. Đây cơ mà. Ôi, hồi sinh thân này chết dở rồi đấy. Ôi, thằng này hero luôn này. Ôi, hiệp cuối cùng rồi anh em ạ. À, được hỏa lực vô hạn thì thành mẹ zom. Hai trận luôn. Được ba trận thì thành zom hai trận. Chán mấy muốn nói. Không có lên được rồi. Win. Hi. Chà.